Đấy. Tiếp theo là cái vấn đề, một cái câu hỏi của anh Nguyễn Văn An ở Đồng Nai, Thống Nhất Đồng Nai, có hỏi là xin bác sĩ cho hỏi cái phác đồ điều trị cái heo con bị tiêu chảy. Đấy, thì xin thưa các anh chị là heo con sau khi tách mẹ thì rất dễ bị tiêu chảy. Chính vậy mà khuyến cáo với anh chị là trước khi heo con tách mẹ thì anh chị thứ nhất là cho tập ăn sớm cho tôi. Với cái thời gian cai sữa trên thế giới hiện nay thì người ta có thể 12 ngày tuổi, 15 ngày tuổi người ta đã cai sữa rồi, nhưng mà với cái chăn nuôi của Việt Nam mình thì thường thường tôi thấy vẫn là tầm khoảng 21 ngày tuổi thì anh chị mới tách mẹ. Thậm chí một số các cái lông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì thậm chí 35 ngày tuổi mới tách mẹ, đúng không, 40 ngày tuổi mới tách mẹ. Đấy thì cũng chúng ta cũng không nên tách mẹ trong cái đoạn sớm, thì để cho con mẹ nó động dục trở lại thì chúng ta sẽ nuôi rút ngắn cái thời gian, cái chi phí cho thức ăn cho con nái nó sẽ đỡ đi rất là nhiều. Đấy thì anh chị lưu ý giúp tôi là khi mà cái đàn heo con ấy thì anh chị lên tập ăn sớm, lên tập ăn sớm, và trong quá trình nuôi thì anh chị có thể bổ sung thêm cho tôi cái sản phẩm sữa tách bơ để nó ổn định được cái hàm lượng dinh dưỡng cho con heo con, tránh bị sụt cân khi mà mới tách mẹ. Đấy, còn khi tách mẹ thì anh chị nhớ là trộn cái kháng sinh. Tôi thường khuyến cáo với anh chị trộn cái Flodoxy, hàm lượng thấp thôi, không cần cao đâu, nó rất là rẻ, 300-400 ngàn một cân Flodoxy thôi, các anh chị trộn vào cho cái đàn heo con nhà các anh chị. Đồng thời các anh chị trộn thêm cái sữa tách bơ để cho cái đàn con heo con nó tăng cường cái sức đề kháng và nó bảo vệ được cái niêm mạc đường tiêu hóa cho cái đàn heo con, nó chống bị cái vấn đề về tiêu chảy. Đấy, trộn kháng sinh cho tôi vẫn theo cái quy trình là 5 ngày trộn phòng 10 ngày nghỉ, 5 ngày trộn phòng 10 ngày nghỉ. Anh chị cứ làm với tôi như thế thì cái quy trình trộn của anh chị và cái quy trình xử lý cái đàn heo con tiêu chảy rất là tuyệt vời. Còn nếu mà những cái con nào bị tiêu chảy nặng thì anh chị có thể sử dụng một số các cái sản phẩm, ví dụ như là Tiamulin kết hợp với Colitin và kết hợp với Atropin, anh chị tiêm cho tôi, hoặc là Enzo Flossacin 10% hoặc là Enzo Flossacin 20%, thì công ty của tôi có đầy đủ tất cả các sản phẩm như vậy để anh chị tiêm kết hợp với Atropin, để anh chị tiêm. Và anh chị nên nhớ không được bỏ qua cái vấn đề về sử dụng những cái sản phẩm men tiêu hóa, và những cái sản phẩm men lacto của công ty chúng tôi rất là tuyệt vời, để anh chị hòa ra nước, anh chị có thể phịt thẳng vào miệng cho cái con heo con thì có thể xử lý được dứt điểm cái vấn đề vấn đề tiêu chảy trên cái đàn heo con. Anh chị lưu ý là không nên sử dụng kháng sinh dài ngày và sử dụng kháng sinh liều cao, vì con heo con rất dễ bị gây ra hiện tượng loạn khuẩn. Loạn khuẩn thì anh chị dùng kháng sinh thậm chí nó còn tiêu chảy mạnh hơn, và cũng rất nhiều nguyên nhân khác nhau nữa. Tuy nhiên là tôi nói ví dụ như là cái bị tiêu chảy do PLA chẳng hạn thì nó sẽ rất là khó sử dụng kháng sinh để có thể khỏi được. Vâng đấy, để anh chị lưu ý là thứ nhất là anh chị phải biết được cái nguyên nhân chính xác của cái đàn heo bị tiêu chảy do cái gì. Tôi nói ví dụ như là đàn heo con của anh chị chẳng tiêm sắt thì đương nhiên nó tiêu chảy do thiếu sắt, thì anh chị có tiêm kháng sinh nó không khỏi được, đúng không? Đấy, phải bổ sung thêm một cái mũi sắt nhiều gấp đôi cho nó chẳng hạn, ví dụ thế. Nên là anh chị sẽ tùy thuộc vào cái nguyên nhân, mà tôi thì khi mà tư vấn cho anh chị thì tôi sẽ khuyến cáo anh chị là thứ nhất là tôi sẽ phải hỏi rất là kỹ về cái vấn đề quy trình phòng bệnh như nào rồi, anh chị đã sử dụng những cái sản phẩm gì rồi, và anh chị cố gắng quay giúp tôi một đoạn video khoảng độ 30 giây đến 1 phút để tôi có thể chẩn đoán qua hình ảnh giúp anh chị. Anh chị cứ gửi vào cái số Zalo của tôi theo cái số là 0979407374 thì tôi sẽ hỗ trợ các anh chị. Tôi không hỗ trợ được thì sẽ có đội ngũ chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các anh chị để các anh chị có thể giải quyết dứt điểm cái đàn heo con bị tiêu chảy. Còn nếu mà heo choi một chút bị tiêu chảy thì rất dễ bị cái hiện tượng gọi là viêm hồi tràng trên heo, thì các anh chị có thể sử dụng một số sản phẩm ví dụ như Nanco Spec kết hợp với những cái chisun của công ty cổ phần thú y tí ti rất là tuyệt vời, giá thì cực kỳ hợp lý, rất cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Vâng, thành phần nó là sunfa mít, nên là anh chị cứ mạnh dạn nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh trực tiếp cho tôi sẽ hỗ trợ các anh các chị chẩn đoán cái đàn heo của anh chị. Vâng, trân trọng cảm ơn một cái câu hỏi rất là hay của một anh ở Thống Nhất Đồng Nai. Vâng.